lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến câu 17. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã xuất hiện như một bậc thầy và Người đã quy tụ một số môn đệ. Nhưng có thể nói, chưa có một bậc thầy nào có cuộc sống và cung cách hành xử như Chúa Giêsu. Cũng như chưa từng có một bậc thầy nào tự xưng mình là chân lý như Chúa Giêsu. Chân lý đó đã được thể hiện qua cuộc sống và nhất là qua cái chết của Chúa Giêsu. Chân lý đó chính là tình yêu. Qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe lại lời trân trối của Chúa Giêsu như là một chúc ngôn: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chúa Giêsu quả thật đã yêu thương các môn đệ và yêu thương cho đến cùng. Đó là tình yêu cao cả nhất của người dám thí mạng sống mình vì bạn hữu. Chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đã minh chứng rằng chỉ có một Chúa, và Chúa đó yêu thương con người cho đến cùng. Đồng thời, cũng qua cái chết đó, chúng ta thấy rằng con người chỉ có một ơn gọi, đó là sống yêu thương. Và khi càng sống yêu thương thì con người càng đến gần chân lý và càng trở thành bạn hữu của Chúa. Chân lý không phải chỉ để tin nhận, mà điều cần thiết là để được thực hiện. Vì như Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo: ai thực thi chân lý thì đến cùng ánh sáng. Quả thật, một khi sống yêu thương sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được phẩm giá con người, và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa khi sống yêu thương. Xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng và sức sống thần linh của Chúa, để chúng con luôn bước đi trong cuộc sống này với niềm tin tưởng lạc quan. Cũng xin cho chúng con luôn xác tín rằng chỉ bằng cuộc sống yêu thương, chúng con mới thực sự làm chứng cho tình yêu. Amen.